Alo, dạ chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Gất Việt. Thì đúng lý ra hôm nay cũng nghỉ ngơi cả nha, mệt quá, đuối quá. Nhưng mà có những cái thông tin mới, rất là mới liên quan đến cái vụ Thiền Em. Cái thông tin này thực sự là đúng ra đúng theo mong muốn của nhiều người, nhưng mà một số người thì lại coi đó là cái thông tin khá là sốc và khá là bất ngờ. Bởi vì mới đây cả nha, công an tỉnh Long An đã tiếp nhận cái hồ sơ vụ án của cái vụ việc Thiền Em. Tức là công an huyện Đức Hòa đã chuyển hồ sơ lên cho công an tỉnh Long An rồi. Đó, đây là một cái điều rất là, nói chung là rất là nhiều người đã đồng tình. Bởi vì sao? Cả nhà biết á, là trước đây khi mà cái vụ việc nó vỡ lở ra, khi mà công an người ta vào làm việc vào ngày 4 tháng 1 năm 2022 đó, thì sau đó rất là nhiều người bất ngờ, bởi vì cứ cứ nghĩ rằng cái buổi làm việc đó là của công an tỉnh Long An người ta làm việc chứ không phải là công an huyện. Nhưng mà sau đó thì cái việc điều tra rồi việc khởi tố rồi đó là của công an huyện Đức Hòa. Cho nên rất là nhiều người nói rằng cái vụ mà cái chuyện mà công an huyện Đức Hòa điều tra thụ lý đó thì cho thấy rằng cái vụ việc Thiện Am nó rất là nhẹ, nó chỉ là cái tội danh theo điều 331 thôi. Còn những tội khác là do những cái người ở trên mạng hoặc là báo chí nào đó vu khống đặt điều bịa đặt của chuyện Thiện Am thôi, đúng không? Bởi vì cái thẩm quyền mà để giải quyết cái chuyện của Thiện Am á là nó nhẹ, cho nên lên người ta thụ lý. Chứ đúng ra nếu mà có những cái tội như lụm lon hay là những cái tội về lừa đảo chiếm đoạt tài sản á, là sẽ chuyển về tỉnh, đúng không? Do đó không có khởi tố hai vụ kia, cho nên huyện người ta làm đó. Rất là nhiều người đã nói chung là nghĩ theo cái hướng đó, cứ nghĩ rồi rồi vậy là cuối cùng Thiền Am không có gì hết, sẽ được minh quan, sẽ được nói chung là không ai làm được gì được Thiền Am, bởi vì họ đã được công an của huyện thụ lý. Thành ra là ở những cái người mà đang đang yêu mến á, người ta khẳng định rằng Thiền Am vô tội, đúng không? Nhưng mà hôm nay có một cái điều là công an tỉnh đã tiếp nhận cái hồ sơ đó và công an huyện Đức Hòa đã chuyển hồ sơ lên. Thì nếu mà chúng ta nhìn về bên phía những cái người mà theo dõi cái vụ Thiền Am và mong muốn cái vụ Thiền Am ra ánh sáng đó, thì tất cả chúng ta đều cảm thấy rằng là cái vụ này có chuyện rồi, đúng không? Hôm nay đã có chuyển biến mới rồi, sẽ chuyển lên tỉnh, và tất nhiên thì tỉnh sẽ có thẩm quyền làm những cái chuyện nó nặng nề hơn, như là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, như là lụm lon chẳng hạn, đúng không? Đó là cái mong muốn của rất nhiều người khi mà chúng ta tham gia theo dõi cái vụ này. Tuy nhiên ở phía ngược lại thì lại khác nha, phía ngược lại khác, bởi vì cả nhà nhớ cách đây ít ngày đó thì bên phía luật sư của Thiện Am đó họ làm một cái bản kiến nghị, và trong cái bản kiến nghị đó họ đưa ra rất nhiều những cái ý kiến, họ cho rằng là công an huyện Đức Hòa đã có cái gì đó làm chưa đúng cái thẩm quyền trong cái việc điều tra những cái bị can ở trong cái vụ Thiền Am đó. Và họ làm cái kiến nghị đó, họ đưa ra 6 cái yêu cầu, 6 yêu cầu về cái vụ của Thiền Am, và họ nói rằng có thể là có những cái yêu cầu đó của họ, cho nên công an huyện Đức Hòa phải chuyển cái hồ sơ của vụ Thiền Am lên tỉnh đó. Cả nhà cứ nghĩ nghĩ ra cái trường hợp đó không? Nhưng mà theo cá nhân của mình á, thì mình sẽ nhìn theo cái hướng kia, tức là cái việc điều tra của vụ Thiên Am nó rộng quá, nó lớn quá, nó nhiều cái vụ quá, cho nên người ta đã mở rộng cái điều tra ta, và nó đã vượt quá cái thẩm quyền của công an huyện, cho nên người ta chuyển về tỉnh để người ta điều tra thêm những cái gì thuộc về cái thẩm quyền của tỉnh. Còn nếu như ở bên phía Thiên Am á, họ cứ nghĩ rằng là do cái kiến nghị của bên phía luật sư cho nên huyện phải chuyển hồ sơ, thì cái đó là một sai lầm. Bởi vì sao? Bởi vì ít nhất á, khi mà luật sư kiến nghị thì bên phía công an cơ quan cảnh sát điều tra người ta sẽ trả lời luật sư trước cái đã, trả lời trước cái đã, rồi người sau đó người ta mới xử lý. Còn đằng này cả nhà thấy luật sư bên họ đã nói rằng là bên phía công an chưa trả lời gì hết, chưa có phản hồi gì hết, không lẽ công an mà âm thầm làm cái chuyện đó cả nhà, đúng không? Nhưng mà ông luật sư bên phía Thiện Am vừa lên tiếng nói một số vấn đề, thì mình không biết là cả nhà nghĩ sao, nhưng mà mình cảm nhận như luật sư này đang rất là tự tin trong cái vụ này. Thì đây xin mời cả nhà nghe một đoạn đi ha, một đoạn nói về vụ này. Có ý kiến về một cái thông tin mới liên quan đến vụ án ở Thiền Am, tức là gọi là tỉnh thất bồng lai hay là Thiền Am bên bờ vũ trụ. Vụ án đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa tỉnh Long An đã khởi tố đang điều tra. Đó là thông tin từ một đồng nghiệp chúng tôi vừa báo là cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa tỉnh Long An vừa gọi báo cho luật sư để đến
cơ quan điều tra nhận một cái quyết định là cơ quan này chuyển hồ sơ vụ án về cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An để thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Điều này nó đặt ra nhiều vấn đề, vừa là bất ngờ với nhiều người, với chúng tôi, nhưng mà nó cũng là nó nằm trong những quy định của pháp luật. Chúng tôi thấy rằng là gì, việc một cơ quan cảnh sát điều tra chuyển hồ sơ vụ việc về cấp cao hơn là một cái điều cũng thường xảy ra, vì họ xác định cái gọi là cái thẩm quyền. Có những vụ án thoạt đầu cơ quan điều tra cấp huyện điều tra, sau đó họ xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền cấp trên thì họ chuyển lên. Trong vụ án này, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa đã khởi tố từ ngày 4 tháng giêng năm 2022, là nhiều tháng trôi qua, đã tiến hành điều tra, khởi tố, bắt giam, tiến hành lấy lời khai, lấy cung, xác minh, thu thập, kiểm tra tài liệu chứng cứ, nói chung rất nhiều công việc điều tra. Các luật sư chúng tôi cũng đã tham gia vào quá trình đó. Thế nhưng nay thì được tin là cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa chuyển hồ sơ lên cấp trên. Vì từ đó chúng tôi tuy rằng trong tay chưa có cái quyết định này, mọi người cũng chưa biết cái lý do để chuyển hồ sơ. Trong quyết định chuyển vụ án thì nó có ghi, chắc chắn là có ghi cái lý do để chuyển hồ sơ vụ án. Thì trong đó rất có thể là nói cụ thể hơn, hoặc là có thể... Nghe cho nè, chỗ này thấy là cái mắc cười không? Ông luật sư mà ông làm như YouTuber tụi mình á, đón mò, đúng không? Phải nhận quyết định đó đi, rồi người ta xem cái lý do đó là cái gì, người ta hả chia sẻ, hả truyền cái thông tin đó cho cộng đồng, đúng không? Luật sư mà đi đón mò, bó tay thiệt chứ. Đây là nói chung là nó thuộc về thẩm quyền thuộc cấp tỉnh. Chúng tôi nhận thấy vụ án Thiện Nam, nó là một vụ án phức tạp, nó ít nhiều liên quan đến lĩnh vực tôn giáo. Lại câu chuyện xảy ra, nó đang xen với nhiều vụ việc, từ vụ án hiện tại có liên quan đến vụ án trước đó, và có thể là nó còn liên quan đến nhiều địa bàn. Thành ra cái việc chuyển vụ án lên cấp trên là cũng là một lý do. Thêm vào đó, ngay khi tham gia tố tụng, các luật sư cũng đã lên tiếng kiến nghị, kể cả khiếu nại chính thức lên cơ quan điều tra của huyện Đức Hòa và kể cả của tỉnh Long An. Thế chưa? Luật sư nói là nhờ cái, chắc là nhờ cái kiến nghị của ông cho nên chuyển hồ sơ. Cả nhà thấy không? Đọc không? Thì chúng tôi nghĩ rằng là các cơ quan tố tụng của tỉnh Long An hay Đức Hòa có thể đã có họp bàn xem xét, thấy rằng là vấn đề này cần phải được giải quyết ở cấp tỉnh. Thêm vào đó, trước đây khi vụ án xảy ra tuy là cấp huyện điều tra, nhưng mọi người nhìn trên cái diễn truyền thông thì thấy rằng là có sự chỉ đạo của công an tỉnh Long An, một đại tá phó giám đốc đặc trách và có ý kiến chỉ đạo trả lời truyền thông, làm cho nhiều người nhận thức đây là vụ án thuộc điều tra của công an tỉnh. Thế nhưng sau đó biết ra là do công an huyện khởi tố. Thì nay nếu có trả về tỉnh thì chúng tôi thấy cũng là phù hợp bởi rất nhiều lý do, rồi sẽ biết sao. Nhưng mà dù sao, chúng tôi cho rằng việc điều tra ở cấp cao hơn chúng tôi vẫn an tâm, vì đó là một cơ quan điều tra cấp tỉnh với những điều tra viên từ trung cấp, thường là trung cấp trở lên. Cả nhà thấy không? Tiếp tục là công kích công an huyện Đức Hòa, nói là phải đưa lên tỉnh người ta mới an tâm, chứ còn ở dưới đó coi như giống như là không tin tưởng vào trình độ chuyên môn của các đồng chí ở huyện, nói là ở trên kia trung cấp trở lên không à, cho nên ông tin tưởng hơn. Cả nhà thấy sao? Nói chung là những ai mà nhúng tay vào cái vụ này á, mình thấy đa phần họ giống như là xuyên tạc về cách làm việc của cơ quan chức năng rất là nhiều luôn, chả hiểu sao, đúng không? Người ta nói chung là ở các cấp nào cũng vậy, cũng phải được đào tạo chuyên môn chứ không phải khơi khơi vô mà làm đâu. Và ông này ông vẫn tiếp tục xuyên tạc. Từ đầu tới giờ chúng ta thấy toàn những người mà đứng về bên phía cái hộ gia đình Tà Am đó là đa số là công kích chính quyền, công kích cơ quan chức năng rất là nhiều. Kể cả cái chuyện là họ nói rằng cơ quan chức năng bị mua chuộc, bị vu khống, họ cũng cho là vậy luôn. Cả nhà thấy sao? Cho nên thật sự nếu mà chuyển về tỉnh, mình rất là hy vọng nó sẽ đi theo cái hướng mà rất là nhiều anh em, rất là nhiều cô chú hay là rất là nhiều những tờ báo đã đăng tin trước đó. Tức là nó sẽ thay đổi cái tội danh. Sẽ điều tra thêm những cái tội danh, những cái vấn đề mà giống như cáo buộc ở trên báo chí, trên mạng xã hội. Đặc biệt là Minh Tùng đã kể rất nhiều những cái câu chuyện đó. Và có chăng là hãy làm sáng tỏ cái chuyện đó, nó mới quan trọng, mới quan trọng hơn. Chứ không phải là những cái lời nói qua nói lại. Do đó khi mà chuyển về tỉnh thì chắc chắn chúng ta một điều là cái cơ quan là cái chuyện này sẽ có nhiều chuyển biến ha, có nhiều thay đổi. Và chúng ta cùng chờ thời gian tới nó sẽ như thế nào nha, theo nó đi hướng nào. Theo cái hướng là luật sư kiến nghị cho nên phải chuyển hồ sơ hay là thay đổi tội danh ha. Rồi, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ạ.